cho mọi người một mẫu đèn pha mới. Mẫu đèn này có tên gọi đèn pha siêu sáng LED 7 màu 200 hiệu ứng. Đèn phù hợp để mọi người mua trang trí pha màu cho những cái sảnh nhà hàng, khách sạn sang trọng, hoặc là cho những cái background sân khấu đám cưới, những background sân khấu đi show ca nhạc lưu động. Mẫu đèn này có độ sáng rất là cao. Nó có thể sử dụng đốt cho không gian từ 20 cho đến 50 m2. Màu sắc đèn có thể đi xa hơn 20 m nên mọi người có thể sử dụng cho không gian ngoài trời cũng rất là đẹp. Đèn có chế độ cảm ứng neo nhạc chạy auto tự động và điều khiển qua bàn điều khiển DMX. Đèn được sử dụng bóng LED 7 màu nên nó rất là bền và tiết kiệm điện. Mình đang quay vào giới thiệu đèn thực tế tại showroom của công ty BH bên mình. Dòng loa mình đang mở nhạc là dòng loa Bose L1 R16. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.